Tiếp tục chương trình xe cũ thì hôm nay Sơn xin giới thiệu cho anh em một chiếc xe, lại chiếc xe Innova 2018 số sàn. Mình đi nhanh qua một chút xíu về ngoại thất để anh em có thể được ở xa có thể là xem qua. Về ngoại thất xe thì đã được hoàn thiện tại Toyota Hiroshima Tân Cảng này. Xe được cam kết là không đâm đụng ngậm nước hay là thủy kích. Xe đã được kiểm tra 176 hạng mục và được bảo hành chính hãng của Toyota luôn. Nên anh em có nhu cầu thì cứ yên tâm mà mua thôi. Xe này thì mình mua thì nói chung là sẽ rẻ hơn được cái xe mới khoảng tầm gần 300 triệu đấy, 200 mấy. Xe này thì bên Sơn đang chào bán là 630, xe giá là giá thương lượng nhé. Anh em tới xem trực tiếp để bên Sơn giảm giá cho mình. Xe này chạy được với tổng số km là 71.000 km. Đây là km thực nha anh em. Và xe này thì anh em chỉ cần nếu mà chưa có tài chính đủ thì chỉ cần đưa trước cho bên Sơn khoảng tầm 200 là mình nhận được xe.